chứng của mình thì đi khắp nơi từ Hà Nội cho tới Sơn La hay là Hà Nam, Hưng Yên người các thương lái người ta đến người ta nhập và người ta đặt trước mình mình à thì thậm chí có người người ta đưa đưa tiền trước cho mình để mình cấp hàng cho họ dùng các sản phẩm thì mình 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 cảm thấy nó ít bị bệnh tật hơn sản phẩm này rất là tốt và cho con gà thì nó khỏe đó, bà con phản hồi là để tốt mà chất lượng lở cũng cao, tỷ lệ lở rất cao. À, bà con rất tin tưởng với cái sản phẩm này. Xin kính chào bà con chăn nuôi. Chắc hẳn là với những bà con chăn nuôi gà thì cái tình trạng gà giảm đẻ hoặc là ngưng đẻ vào trứng bỏng tỷ lệ ấp nở thấp đang khiến cho bà con rất là đau đầu đúng không ạ? Và bà con đã bao giờ kỳ vọng rằng đàn gà của gia đình mình thì có thể đẻ trứng đạt tới trên 75% chưa ạ? Hay là trứng to đồng đều đạt tới trên 70g một quả và tỷ lệ trứng đạt tiêu chuẩn là trên 95% chưa ạ? Làm sao để gà trở thành cỗ máy siêu đẻ trứng? Vâng, điều đó tưởng là không dễ nhưng lại dễ không tưởng với sản phẩm AD3E trứng siêu tan, sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn Invest. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa các vitamin khoáng đa vi lượng với các axit amin dưới dạng hòa tan trong nước đặc chế riêng cho gia cầm đẻ trứng, giúp nâng cao sản lượng và kéo dài thời gian khai thác trứng. Trứng sẽ trở nên to lòng đỏ, vào trứng dày, đẻ nhanh, đẻ bền, không cách nhật giúp nâng cao sản lượng trứng, trứng bóng đẹp, giúp nâng cao tỷ lệ thụ tinh và ấm nở, chống viêm vòi trứng, buông trứng. Sản phẩm cũng góp phần chống cắn mổ, bại liệt, kích thích mọc lông, tăng cường sức đề kháng, chống stress, bảo vệ cho gà, vịt, cút đẻ khi thay đổi thời tiết, trùng vaccine, cắt mỏ hay là khi chuyển chuồng. Sản phẩm cũng giúp phòng và trị bệnh cơ trắng, thoái hóa cơ giãn, dẫn đến bắp teo, bại liệt một sản phẩm có quá nhiều tính năng ưu việt phải không ạ? Bà con hãy nhanh tay để lại số điện thoại để nhận được sự tư vấn từ phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, cố vấn cao cấp tập đoàn Invest và nhận được những ưu đãi lớn nhất nhé. Bà con gọi về cho chúng tôi theo số điện thoại 0364 960 666. Chúng tôi vận chuyển toàn quốc, giao hàng tận nhà, bà con nhận hàng kiểm tra rồi mới tiến hành thanh toán nhé. Chúc bà con chăn nuôi thành công, Invest luôn đồng hành cùng bà con chăn nuôi.